Và ca sĩ Tường Vi là người đầu tiên thể hiện thành công bài hát này với những giai điệu tha thiết. Em vừa 18 tròn đẹp như xuân sang, em chiến thắng sức mạnh bạo tàn, đạp lên cái chết dáng em hiên. Nam 1970, khi nghe bài hát này qua sóng phát thanh, La Thị Tám đã xúc động khóc. Sớm nay đã được cụ bè vùng danh hiệu nhạc thanh ở tỉnh Hồ Tôn Châu tổ chức đàn, đồng thời ảnh hưởng tới hàng loạt các tỉnh thành ở miền Đông Nam. Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình ca nhạc âm vang sông Lam. Anh hùng La Thị Tám được hội ngộ với nhạc sĩ Doãn Nho. Và theo bà, cuộc gặp đó đầy cảm động mà có lẽ trong đời không bao giờ quên được. Nhiều người yêu thích và thường chọn ca khúc của nhạc sĩ Doãn Nho để hát. Anh Phạm Hà, 28 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ về âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nho. Những cái bài hát mà mình đã từng nghe thì mình rất là ấn tượng. Thế các bạn, đây là cái bo mạch trong của con đài Sony 715S. Do chính ca sĩ Tùng Dương. Nó bị hiện tượng là bị lỏng lỏng một cái chân IC này. Đấy. Mình không hiểu nguyên nhân vì sao. Cứ bị kênh một chút là nó tịt tịt một bên loa. Lúc thì bên trái, lúc bên phải mình đã khắc phục được rồi. Bằng cách là hàn lại những cái chân IC, tất cả những chân IC của con IC công suất ở đây. Đấy. Biết là nó lỏng nhưng không biết là chỗ nào, cứ kênh một tí là nó bị tịt. Mới đầu là tưởng cái này cơ, tưởng cái volume này này, nhưng mà không phải. Về sau lại tưởng cái chân gạt, cần gạt radio này, gạt sang các chế độ nghe radio, nghe băng này, cần chuyển ấy. Nhưng mà cũng không phải. Đấy. Về sau cũng tưởng lại tưởng là cái ba lần này, cái chia loa, cái loa trái, loa phải này này. Đấy. Tưởng là cái này nó bị lỏng nhưng cũng không phải. Vì sao mới phát hiện cứ cái bo mạch này cứ kênh bên phải lên một chút là nó tịt một loa. Đấy, thế là cái hạ xuống, kênh hạ xuống cái dò đi dò mãi cuối cùng dò ra cái chân này. Khó phết đấy các bạn. Cho nên là mình muốn lưu video này lại để sau này nếu mà có gặp lại hoặc là chia sẻ với anh em nào mà muốn mày mò như mình luôn. Không phải thợ nhá. Các ông thợ chắc là biết sành điệu hơn mình rồi. Đây, nó là mấy cái chân hàn thiếc đây. Chân này, chỗ ngón cái mình đấy. Không nhớ chân nào nhưng lại khái một trong những chân đấy. Nó bị lỏng ra thôi, thế mà tịt mất một loa. Ok, bây giờ mình đang test đây. Bằng cách như này thì chúng ta test radio nó dễ. Bố mình, các chú, các bác thì Chỉ cần radio được là băng cassette thì nó vẫn ok. Đấy, tại vì băng cassette mình đã khắc phục trước đó những cái hiện tượng khác liên quan đến cơ băng. Đấy, chúng ta tách ra từng phần, chúng ta làm cho nó dễ. Như là năm anh em chung một chiếc xe tăng, người con gái sông La, rồi sau radio này có vài chiếc khăn piêu nữa. Đấy, là trái này. Đầu tiên mình thích là vì là phải này. Giai điệu trong các bài hát đó rất là tươi vui. Đấy, lời chia sẻ với anh em cái bo mạch này luôn. Đấy. Sony nó rất rõ ràng trong cái việc mà chúng ta xem cái bo mạch của nó. Ví dụ như là cái ô vuông này, đây, các bạn nhìn thấy này. Đấy, đây là cái phần này riêng này. Đấy, và nó ngăn này. Đấy, những cái phần tức là các chức năng của những cái linh kiện ở trong đó nó có đảm nhiệm một cái chức năng riêng. Đấy, ví dụ như bên này là bên công suất này. Đấy. Bên này bên radio này. Đấy, nó sẽ ngăn ra này. Đấy, có nhiều cái nhưng mà mình không phải thợ cho nên là mình cũng chẳng hiểu là tất cả những chức năng nó để làm gì, mình chỉ biết như vậy thôi. Đấy. Đấy, cho các bạn xem đây là phần trong bo mạch chính hay còn gọi là main bo của con Sony 715S. Con này gần giống con KW75. KW75 có cái mảng ở đây nữa, nó dựng lên. Đấy, nhưng mà thay thế cho nhau không được nhé các bạn nhé. Thay thế trông thế rồi mà thay thế cho nhau không được. Có được chăng nữa thì cũng tháo ra hàn lại nó rất là phức tạp. Có thể linh kiện có thể thay thế cho nhau được thôi, chứ còn bo mạch thì không thể thay thế được. Có chăng nữa mà chế cháo mệt lắm. Đấy,
Còn riêng cặp loa với hai loại đó là Sony KW75S và Sony 715S thì hai cặp loa nó có thể thay thế nhau được, tại vì công suất nó ngang nhau, đều dùng con công suất này các bạn. Đấy, riêng chip IC cũng có thể thay thế được nhau, và những cái linh kiện mà chúng ta hàn ra có thể thay đổi lại được cho nhau. Đấy, ví dụ những cái âm sắc này, mạch âm sắc này, ví dụ như cái này hỏng chẳng hạn thì chúng ta có thể thay thế qua lại được. Nhưng mà con KW75 có một mảng ở đây tháo thì nó hơi phức tạp hơn, con này đơn giản hơn. Đây, các bạn nhìn đây có đúng một mảng, bố trí trên một mảng, và đây, đây là cái volume luôn, còn con kia là cái volume nó gạt gạt đấy. Ok. Giờ mình sẽ gắn lại thôi nhé. Đấy, chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Đây là cái chỗ cắm ra loa này. Đấy, các bạn có thể cắm ra loa để test nhanh. Test với radio thôi. Còn đối với băng cassette thì chúng ta phải cắm rất là nhiều rắc vào những cái rắc này. Rắc hai rắc motor này. Hai cái rắc đầu từ này. Đấy, để chúng ta test mở băng chẳng hạn. Thì như thế thì nó sẽ rất là phức tạp, tại vì là nó phải dính với hai cái bộ cơ này và cái miếng này nữa. Nếu các bạn không có miếng này thì các bạn phải tháo cái hai cái bộ cơ này ra, nó cũng khá là nhằng. Cho nên là khi chúng ta test cái phần nào mà liên quan đến không liên quan đến băng cassette thì chúng ta có thể tháo ra test, ví dụ như cái phần này chẳng hạn. Đấy, mình lỗi của cái máy này là nó bị tịt một bên loa, lúc được lúc không ấy. Đấy, ban đầu cũng nghi là cái headphone này, nhưng mà cũng không phải, mình đã thay headphone các kiểu nữa không được. Đấy, chia sẻ với các bạn thế, mình không phải thợ đâu nên mình mới chia sẻ, chứ là thợ chứ chắc người ta đã chia sẻ. Ok, xin cảm ơn mọi người xem video, giờ mình sẽ gắn lại thôi. Mình đang test với hai con loa nhỏ nhỏ này, cho gọn này. Loa chính thống của nó thì đặt vào đây nó vướng quá, bàn chật quá.